thu này anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy, hay mình yêu nhau? Ông ơi. Gì? Huyền phẫn nộ cháu. Thế là thế nào? Huyền thả phẫn nộ cháu đấy ạ. Anh có nhớ cái bài hát "Đừng nghe những gì con gái nói" không? Đấy. Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét. Hiểu chưa? Hay là thế nhở? Nhưng nếu mày không phải thì sao ạ? Thế phải tìm đâu mà hỏi chứ. Sao hỏi tôi? Anh làm cái gì mà mới sáng sớm đã ngồi đây rồi? Anh ngồi đây từ lúc 3 giờ. Anh bị điên à? Đứng dậy vào nhà nào. Uống cho đỡ lạnh. Mũi này. Mà chẳng hiểu đêm hôm anh mò qua đây làm gì nữa. Tại em thả phẫn nộ anh. Anh bị giở người à? Vì mỗi chuyện đấy mà anh mò qua đây á? Anh sợ em giận anh nên anh không ngủ được. Tôi không giận. Anh đi về ngủ đi. Ờ. Đi về ngủ đi. Nhưng mà em phải hứa với anh là không được giận anh cơ. Em không giận anh là anh vui rồi. Em đừng có giận anh nhá. Không anh buồn lắm. Nhá. Anh không lạnh nữa à? Tự nhiên lạnh đi nhở? Lạnh quá. Anh đi về nhá. Nhưng lát anh lại tới chơi nhá. Nhá. Yên tâm rồi. Đi về đây. Lạnh quá.